cho các ông đầy đủ nhân duyên hoặc bố thí cho đến trí tuệ và các vật cần dùng để nuôi sống Bồ Tát Chú trong chỉ giới ba la mật làm lợi ích chúng sinh khiến tu mười thiện đạo xa liễu mười đạo bất thiện chúng sinh ấy chỉ giới không phá giới không khuyết giới không ô trược giới không tạp giới không thủ giới dần dần do pháp ba thừa mà dứt hết khổ lấy việc chỉ giới làm đầu giống như bố thí nói bốn ba la mật khác cũng như vậy luận hỏi Trước nói Bồ Tát tu sáu ba la mật và các pháp trở đạo không đầy đủ Bồ Tát đạo thấy không được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này tu Bồ Đề nên tự biết tu sáu ba la mật đầy đủ Bồ Tát đạo mà được vô thượng tránh đẳng tránh giác cứ gì còn hỏi. Đã tu Bồ Đề không nghĩ làm sao được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này chỉ hỏi làm sao đầy đủ Bồ Tát đạo được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Phật đáp, nếu Bồ Tát tu sáu ba la mật do hòa hợp với sức phương tiện nên có thể tu hành khi ấy đầy đủ Bồ Tát đạo sức phương tiện là không chắc chắn có được ba việc về bố thí cũng không xa lìa ba việc ấy mà hành bố thí khi ấy chiếu rõ Bồ Tát đạo chiếu rõ và đầy đủ cùng một nghĩa nếu Bồ Tát chắc chắn thấy có ba việc về bố thí thầy rơi vào điên đảo chấp thường bị lỗi thủ tướng chấp trước pháp nếu không thấy có ba việc ấy Thời rơi vào điên đảo chấp đoạn Chấp trước không Trở lại khởi lên các phiền não tả kiến liền xa lìa Bồ Tát đạo Nếu Bồ Tát lìa hai bên ấy Nhân nơi không mà xả bỏ pháp bố thí Giả danh hư vọng ấy Nhân nơi thật tướng mà xa lìa chấp không Không có người thí không có người nhận Như tướng vô thượng tránh đẳng tránh giác Quán bố thí cũng như vậy không khác Bồ Tát hành như vậy Gọi là đầy đủ cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy Xã lợi Phất ở giữa hội chúng Nghe Phật cùng với tu Bồ Đề Nói như quả báo sâu xa của bát nhã Rất có lợi ích Tuy có lợi ích mà không có tính chắc chắn Thời làm sao có thể tập hành Phật đáp Bồ Tát khi hành bát nhã Không hoại sắc, không theo sắc Như vậy gọi là tập hành bát nhã Bồ Tát khi mới phát tâm Vì biết thật pháp nên thường hành bát nhã Thứ lớp tùy chỗ thích hợp hành bố thí Thế nên thường nói Bồ Tát khi hành bát nhã Là hành pháp bố thí Không hoại sắc, là không nói sắc ấy vô thường, không nói sắc ấy không, không có sở hữu, ấy gọi là không hoại sắc, không theo sắc là không như mắt thấy sắc thủ tướng sinh ra chấp trước, lại không nói sắc ấy hoặc thường hoặc vô thường hoặc khổ hoặc vui, ấy gọi là không theo sắc, vì thấy thường vô thường đều chẳng phải là thật tướng của sắc, lại nữa không nói sắc ấy căn bản ấy từ trong thế tính lại, hoặc từ trong vi trần lại, hoặc từ trong cõi trời đại tử tại lại hoặc từ trong thời gian lạ, hoặc từ trong tự nhiên sinh ra, hoặc không nói, không nhân, không duyên, miễn cưỡng sinh ra. Như vậy gọi là không theo sắc, không hoại sắc, trong đây Phật tự nói nhân duyên, sắc ấy tính không có nên không theo không hoại, tính không có là sắc ấy từ bốn đại hòa hợp và gọi là sắc, mà trong ấy không có một pháp nhất định gọi là sắc. Như trong phẩm phá sắc ở trước đã nói, sắc ấy từ nhân duyên hòa hợp sinh nên không có tự tính. Nếu không có tự tính, tức thời là tính không. Nếu nắm được sắc tướng tính không ấy, tức là tập hành bát nhã, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Lại hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có tự tính, có thể họa, có thể theo thời Bồ Tát làm thế nào tập hành bát nhã ba la mật? Không học bát nhã, thầy không được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Phật chấp thuận ý, xá lợi Phất và tự nói nhân duyên. Nếu Bồ Tát dùng sức phương tiện tu sáu ba la mật, Thầy tùy biết các pháp tính không mà có thể khởi lên bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát tìm hết thầy pháp mảy may có tính nhất định có thể được, thầy có thể thủ có thể chấp trước. Nhưng này Bồ Tát thật tìm hết thầy pháp không có được tính nhất định gọi là bát nhã ba la mật. Thiền ba la mật cho đến 18 pháp không chung, các pháp ấy đều không thể có được. Vì không thể có được, thầy thủ cái ra, cái giả ấy gọi là Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật không thủ nên Bồ Tát Bồ Tát học nên học bát nhã không có chấp thủ ấy không có chấp thủ còn không thể có được vốn gì chấp thủ bát nhã và các pháp vì hết thầy pháp không có tự tính Giá lợi phất lại hỏi nếu hết thầy pháp không có tự tính làm thế nào biết đó là phàm phu đó là phật Phật dạy hết thảy pháp tuy không có tướng căn bản nhất định, nhưng vì phàm phu điên đảo nên chấp trước. Bồ Tát tuy hành bát nhã cho sức phương tiện nên thấy hết thảy pháp không có căn bản mà phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác. Bồ Tát ấy hành sâu tính không nên không thấy hết thảy pháp có căn bản vì không thấy nên không giải đãi thoái mất. Biết rõ ràng hết thảy pháp vô ngã không có tính sở hữu, tính thường không chỉ vì chúng sinh ngu si điên đảo nên chấp trước đó là năm ấm 12 nhập 18 giới, khi ấy Bồ Tát suy nghĩ chủ lượng tướng tịch diệt sâu xa của các Pháp mà chúng sinh đắm trước một cách hư vọng điên đảo. Bồ Tát tự ví mình như vị thầy viễn thuật, dùng thần thông biến hóa thuyết Pháp độ người, việc làm như huyễn tâm bình đẳng thuyết Pháp không thường không ghét. Đối với người san tham dạy sáu ba la mật bố thí, lại dạy Pháp thủ thắng hơn khiến ra khỏi sinh tử, được quả tu đà hoàn cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác hỏi ngoài sáu ba la mật còn có pháp gì hơn chăng nên vì sao đây lại nói là pháp hơn đáp trong đây không nói ba la mật mà chỉ dạy bố thí cho người cho đến dạy trí tuệ cho người ngu si pháp của chư phật bồ tát có đầu có sau pháp đầu là bố thí trì giới thọ giới quả báo bố thí được phước lạc sinh cõi trời dạy cho biết vị ngọt của năm dục lợi ích ít, ít mà hại nhiều phải thọ thân ở thế gian chỉ bị suy khổ tán thán pháp dứt ái xa lìa thế gian chỉ bị suy khổ tán thán pháp dứt ái xa lìa thế gian vậy sau mới dạy bốn đế khiến được quả tu đà hoàn trong đây bồ tát chỉ muốn giải khiến chúng sinh được Phật đạo nên trước tiên giải khiến tu sáu pháp đầu trong đây trí tuệ lành không nhiếp thuộc ba môn giải thoát trí tuệ lành ấy có thể phát sinh thiện pháp bố thí có thể dứt sát tham sân hận các ác pháp có thể khiến chúng sinh được sinh cõi trời vì sao biết lại có pháp hơn vì pháp hơn là pháp bốn thánh đế pháp xuất pháp sở hành của các bậc thánh gọi là thánh pháp pháp làm cho ra khỏi sinh tử của ba cõi gọi là pháp xuất lấy bốn đế thuyết pháp nên tùy căn cơ của chúng sinh khiến được quả tu đảo hoàn cho đến được trí nhất thiết trùng trong đây tùy không nói sáu pháp đầu nói bố thí nên viết đã thu nhất vào trong ấy lại nữa bồ tát vì phật đạo nên thuyết sáu pháp ấy chỉ vì tâm chúng sinh hèn kém tự thủ lấy tiểu thừa thế nên không nói sáu pháp đầu là bố thí chỉ giới quả báo sinh cõi trời xá lợi Pháp bạch phật Trước nói Bồ Tát là rốt ráo không thể có được Nay vì chúng sinh không có sở hữu Mà thuyết Pháp khiến được Pháp không có sở hữu Là quả tu đả hoàn cho đến trí nhất thiết trùng Bạch Thế Tôn, Bồ Tát vì được Pháp không có sở hữu Nên có thể làm cho chúng sinh được Pháp không có sở hữu Không có sở đắc ấy Là có sở đắc ư Phật dạy Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật Không có lỗi có sở đắc vì sao? Vì Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật không thấy chúng sinh và pháp, chỉ thấy nhân duyên hòa hợp và gọi là chúng sinh. Bồ Tát trú trong hai đế vì chúng sinh thuyết pháp, không chỉ thuyết không, không chỉ thuyết hữu, vì chúng sinh ái trước nên đắm trước không, vì chúng sinh thủ tướng chấp trước, không nên thuyết hữu, giữa hai chỗ có và không không nhiễm trước, do sức phương tiện như vậy mà vì chúng sinh thuyết pháp, thân ta và ta của chúng sinh hiện tại còn không thể có được uống gì sẽ được vô thượng tránh đẳng tránh giác sáng lại phất hoan hỷ bạch phật tâm rộng lớn là bồ tát tâm rộng lớn là không có pháp có thể được hoặc nhất tướng hoặc dị tướng nhưng người bán giữa chợ tức cần có trao đổi người có tâm lớn thời không như vậy không có nương tựa vào đâu mà có thể phát tâm trang nghiêm lớn vì trang nghiêm lớn nên không sinh vào ba cõi cũng kéo chúng sinh ra khỏi ba cõi dòng chúng sinh không thể có được vì chúng sinh không trói không mở nên hết thảy pháp không từ lâu xa lại đây vì phiền não điên đảo hư dối không thật thế nên gọi là không trói vì không trói nên cũng không mở trói tức là nhơ mở tức là sạch vì không nhơ không sạch nên không có phân biệt sáu đường vì không phân biệt sáu đường nên không có nghiệp tội phước vì nghiệp tội phước không có nên không có phiền não khởi lên nghiệp tội phước không khởi nghiệp tội phước Thầy không thể có quả báo như vậy trong các pháp rốt giáo không mà trang nghiêm lớn. Việc ấy thật là hy hữu. Thí như người trồng cây giữa hư không, cây lá hoa quả làm lợi ích nhiều. Phật hứa khả ý xá lợi Phất rằng, xá lợi Phất vì vấn nạn về không ấy nên Phật cũng đáp cũng hứa khả. Vì xá lợi Phất nói không nên Phật hứa khả. Vì xá lợi Phất vấn nạn không nên Phật đáp. Nghĩa là nếu chúng sinh và các pháp trước có này không, Thời chư Phật Thánh Hiền có tội lỗi, tội lỗi là làm cho chúng sinh vào vô dư Niết Bàn, vĩnh viễn diệt hết thầy Pháp. Vào trong không đều không có sở hữu làm đoạn diệt hết thầy Pháp như vậy nên có tội lỗi. Này giá lại Phất, chúng sinh và hết thầy Pháp, từ trước lại đây không có, hoặc có Phật hoặc không có Phật thì Pháp ấy vẫn thường trú không khác. Đó là thật tướng các Pháp, thế nên không có sáu đường sinh tử, cũng không có chúng sinh để có thể kéo ra ngày sáng lại phất hết thầy pháp trước không vì vậy mà bồ tát ở chỗ phật nghe tướng ấy của các pháp nên phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác nghĩ rằng trong bồ đề cũng không có pháp có thể được cũng không có pháp chân thật nhất định khiến chúng sinh đóng trước mà không thể độ chỉ vì chúng sinh si cuồng điên đảo nên đóng trước pháp hư dối thế nên bồ tát phát tâm trang nghiêm lớn không thoái chuyển đối với vô thượng tránh đẳng tránh giác lại nghĩ rằng ta chắc chắn được vô thượng tránh đẳng tránh giác chẳng phải chẳng được được rồi dùng thuật pháp làm lợi ích chúng sinh vì lợi ích chúng sinh nên chúng sinh được ra khỏi điên đảo muốn làm rõ việc này nên trong kinh đây nói ví dụ như vị thầy Huyễn thuật thầy Huyễn thuật tức chỉ cho bồ tát thầy Huyễn thuật tạo dựng vườn rừng quán xá tức là sáu pháp ba la mật độ chúng sinh tạo ra voi ngựa trai gái tức là chúng sinh được bồ tát độ như vị thầy Huyễn thuật một thân tỷ sức huyễn huyễn làm ra các chúng sinh vườn rừng quán xá để làm vui mọi người nếu thầy huyễn thuật cho các việc huyễn làm ra ấy là thật đối với người huyễn tìm ân huệ tức là người cuồng bồ tát cũng như vậy theo phật nghe dạy hết thảy pháp tính không như huyễn mà dùng việc bố thí lợi ích chúng sinh lại muốn cầu phước đức ân huệ thầy tức là điên đảo hỏi pháp huyễn chú thuật thật có còn các vật huyễn làm ra có thể hư dối như chúng sinh không nên bồ tát cũng không bồ tát không hóa làm cho chúng sinh đâu được nêu làm ví dụ đã trong thuật tướng các pháp pháp còn không có huống gì chúng sinh tên khác của chúng sinh gọi là vị thầy huyễn thuật vị thầy viễn thuật thật không có cớ gì nói vị thầy huyễn thuật có mà các việc viễn làm ra không có như ông cho vị thầy viễn thuật thật có còn các việc viễn làm ra không có còn thánh nhân xem vị thầy viễn thuật và các việc viễn làm ra không khác nhau vì làm rõ việc ấy nên nói ví dụ mà chỉ lấy phần ít giống nhau làm ví dụ cứ gì nêu ra toàn phần để vấn nạn như sư tử ví dụ cho vua vì sư tử không hề sợ hãi giữa các loài thú vua cũng như vậy tự tại không chướng ngại giữa thần dân nên lấy làm ví dụ đâu có thể trách rằng sư tử có bốn chân có lông mao là khác ư Phật nói tính không là các pháp đều không mà còn có chúng sinh thế nên nêu vị thầy viễn thuật làm ví dụ này tôi nói ví dụ để phá chúng sinh, cớ sao ông lại đem chúng sinh ra vấn nạn? Bây giờ tu bộ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thành tựu tuệ giác cho chúng sinh nghiên tịnh cõi Phật? Tu bộ đề tuy biết Bồ Tát Đạo, sao vì trong đây nói tính không sâu xa nên người nghe suy nghi, vì vậy nên tu Bồ đề hỏi. Phật dạy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm hành sáu ba la mật cho đến 18 pháp không chung, ấy là Bồ Tát Đạo hành đạo ấy là thành tựu tuệ giác cho chúng sinh nghiêm tịnh cõi Phật. Tu Bồ Đề lại hỏi, làm sao hành pháp ấy là thành tựu tuệ giác cho chúng sinh? Ý Tu Bồ Đề muốn nói, nếu pháp tự tính không, chúng sinh cũng tự tính không, làm thế nào có thể được thành tựu? Phật dạy, Bồ Tát do sức phương tiện nên lấy pháp bố thí giáo hóa chúng sinh, không dạy chúng sinh chấp trước bố thí cho là chân thật. Sức phương tiện là Bồ Tát nói với chúng sinh rằng, Này các thiện nam tử, hãy đến đây bố thí chớ chấp trước bố thí ấy như trong kinh đầy nói rộng chúng sinh do bố thí được sinh chỗ giàu sang vì được sinh chỗ giàu sang nên sinh tầm ngã mạn kiêu mạn vì ngã mạn kiêu mạn tăng trưởng nên phá thiện pháp vì phá thiện pháp nên đọa vào ba đường ác thế nên bồ tát trước tiên dạy rằng chớ đám trước bố thí chỉ nhân nơi việc bố thí tu chỉ giới ấy và đều hội hướng đến niết bàn vì sao? Vì thật tướng các Pháp tính không, không thể thủ tướng. Như vậy, Bồ Tát do sức phương tiện giáo hóa chúng sinh khiến được quả tu đà hoàn cho đến Phật Đạo. Bồ Tát ấy tự mình hành bố thí, cũng dạy chúng sinh bố thí, nếu không tự mình bố thí hoặc có người nói. Nếu bố thí là Pháp hay, cớ sao ông không tự hành, thế nên Bồ Tát trước tiên tự mình bố thí. Lại nữa, Bồ Tát rất ưa thích thiện Pháp, mà bố thí là cửa ban đầu, thế nên hành bố thí. Lại Bồ Tát rất từ bi thương xót chúng sinh Vì tâm từ bi tuy lớn song không thể làm đầy đủ cho chúng sinh Thế nên trước tiền Bồ Thí Hít để làm cho tâm họ được nhu nhuyến Có thể do nhân duyên Bồ Thí Hít được sinh vào bốn dòng tộc và làm chuyển luân Thánh Vương Rồi dùng bốn nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sinh Dần dần đem pháp ba thừa dạy bảo khiến cho được niết bàn dạy người khác bố thí tán thán pháp bố thí hoan hỷ tán thán người bố thí ấy là rất đưa bố thí thế nên thấy người khác cùng hành mà hoan hỷ tán thán lại nữa tâm bồ tát thương xót chúng sinh nếu thấy họ tu phước thời hoan hỷ như cha lành thấy con làm việc tốt thầy tâm hoan hỷ người ấy theo bốn cách hành bố thí được sinh vào dòng quý sát lợi bà la môn lấy bố thí nhiếp thủ chúng sinh rồi dần dần dạy họ kiến trì giới thiền định cho đến được đạo bích chi phật Họ thấy chúng sinh người nào có tâm lớn và có chút ít tâm tử bi người ấy sợ hãi sinh tử lâu xa nên giải đãi thoái mất thầy bồ tát dùng sức phương tiện nói với chúng sinh ấy rằng lạ thay các chúng sinh kia vô thượng tránh đẳng tránh giác dễ được cớ sao các ông cho là khó chỗ chúng sinh chấp đắm trong đó không có pháp chân thật nhất định có thể ngăn trở khó hiểu các ông nên phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác đã hát tự mình được độ còn độ thoát chúng sinh độ thoát chúng sinh là bồ tát tự cưỡi xe đại thừa được độ dùng xe ba thừa tùy theo chỗ thích hợp của chúng sinh có thể độ mà độ đã hát tự lợi ích mình cũng lợi ích người khác lợi ích người khác là tự mình đã thành phật cũng đem pháp ba thừa độ chúng sinh nếu bồ tát hành bát nhã ba la mật được như vậy thời tử khiếp mới phát tâm về sau chọn không đạo vào ba đường ác thường làm chuyển lên thánh vương là bồ tát phần nhiều xin cõi dục vì sao vì trong cõi vô sắc không có hình tướng nên không thể giáo hóa trong cõi sắc phần nhiều ưa đắm cái vui thiền định không có tâm nhàm chán nên cũng khó giáo hóa lại cũng không xin cõi trời dục giới vì sao vì đắm cái vui năm dục nên khó giáo hóa còn ở trong nhân đạo đòi đòi lấy bốn việc nhiếp nhiếp thủ chúng sinh nên làm chuyển lân thánh vương trong đây phật tự nói nhân duyên tùy theo chỗ gieo nhân mà được quả báo lớn như trong kinh nói tướng bố thí lại có bồ tát khi hành thí ba la mật thấy chúng sinh phá giới liền nghĩ rằng các ông vì nhân duyên không đầy đủ nên phá giới ta sẽ cấp cho vật cần dùng để khỏi bị thiếu thốn người phá giới có hai hạng một là nhân duyên chỉ giới không đầy đủ nên phá như người nghèo cùng vì đói khát cấp bách nên trộm cắp hai là nhân duyên chỉ giới tuy đầy đủ nhưng vì tâm tập theo thói ác từ làm việc ác mà phá giới. Người nghèo cùng phá giới, thời Bồ Tát nói với họ, ông hãy chỉ giới, ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Các ông chỉ giới rồi dần dần nhờ pháp ba thừa mà được độ thoát, ấy gọi là nhân bố thí sinh chỉ giới. Chúng sinh vì việc không như ý nên nổi giận, là như vì tìm vật không được như ý nên nổi giận. Gặp người không xứng ý nên nổi giận, Bồ Tát tu bố thí tùy theo ý họ mà cung cấp cho đầy đủ. Hỏi, như người nghèo túng thời cấp thí cho để không nổi giận có thể được còn người không xứng ý bị làm xúc não khiến nổi giận thời lại làm sao đáp lấy ngọc như ý thí cho thời người ta đều vừa ý vì uy đức của ngọc nên người không nổi giận như hành giả vào tác muội từ tâm nên người không nổi giận thế nên nói vì thiếu nhân duyên gì nên nổi giận ta sẽ làm cho ngươi được đầy đủ lại nữa, hết thẻ pháp tính không, không có sở hữu Lý do việc ông giận cũng để hư dối không nhất định Tại sao ông vì việc hư dối mà nổi giận mắng nhiếc, ra hại cho đến cướp mạng Vì tạo tội nặng ấy nên đọa vào ba đường ác, chịu vô lượng khổ Các ông chớ vì việc hư dối không thật mà chịu tội lớn như trong núi có một bức họa đồ vẽ hình phật trong đó có một phòng riêng trong có một con quỷ đi đến khủng bố xúc não vì đạo nhân nên các đạo nhân đều bỏ phòng mà đi có một khách tăng đi đến vị duy na phân xử chia cho ở phòng ấy nói với vị khách tăng rằng trong phòng ấy có một con quỷ ưa xúc não người ông có thể ở được thì ở vị khách tăng tự cầm dao trì giới đa văn mà nói với tiểu quỷ người có khả năng gì ta cũng sẽ hàng phục tiền vào phòng ở Đêm xuống lại có một khách tăng khác đi đến tìm chỗ ở Vị Duy Na cũng chỉ cho ở phòng ấy và nói Trong phòng có tiểu quỷ hay xúc não người Vị khách tăng kia cũng nói Tiểu quỷ có khả năng gì tôi cũng sẽ hàng phục Vị khách tăng vào trước đóng cửa lại ngồi ngay thẳng chờ quỷ Vị khách tăng đến sau trong đêm tối xô cửa bước vào Vị khách tăng trước cho đó là quỷ không chịu mở cửa Vị khách tăng sau dùng hết sức đập cửa Vị khách tăng ở trong lấy dao chắn lại Vị khách tăng ở ngoài hơn Xô cửa đi vào Vị khách tăng ở trong đánh Vị khách tăng ở ngoài cũng cực lực đánh lại như tử Đến khi trời sáng nhân thấy rõ mọi việc mới biết là kẻ đồng học cũ nên cùng nhau hổ thẹn mà xin lỗi. Mọi người kéo đến được cười cho là quái gở. Chúng sinh cũng như vậy. Năm quần hòa hợp không có ngã, không có nhân mà chấp thủ tướng xuông để tranh đấu nhau. Nếu bị cắt xẻ từng mảnh ném xuống đất, thời chỉ có xương thịt mà không có người, không có ta. Thế nên Bồ Tát nói với chúng sinh rằng các ông chớ ở nơi căn bản không mà tranh đấu với tội, vì tội tranh đấu nên thân người còn không thể có được, hướng gì được gặp Phật, nên biết thân người khó được. Phật ra đời khó gặp, thời giờ quý báu dễ qua, một phen rơi vào chỗ hỏa nạn, thời vĩnh viễn không thể sửa trị, nếu hút đạm vào địa ngục bị thiêu đốt cắt xẻ, thầy làm sao giáo hóa được nếu rơi vào súc sinh tàn hại lẫn nhau cũng không thể giáo hóa nếu rơi vào ngạ quỷ, đói khát bức não, thời cũng không thể giáo hóa. Nếu sinh vào cõi trời sống lâu, dù ngàn vạn Đức Phật đi qua, mà vì đám trước thiền vị, nên cũng không hay biết. Nếu như sinh vào các nước biên địa, tuy đều là thân người mà ngu si không thể giáo hóa, tuy được sinh vào trung tâm cõi nước mà hoặc tay chân không hoàn toàn, hoặc mù niếc cơm ngọng, hoặc không biết nghĩa lý hoặc tuy sáu căn không đầy đủ mà không thông lợi hay đắm sâu tả kiến nói rằng không có tội phước thầy cũng không thể giáo hóa thế nên vì họ nói thì giờ quý báu chớ để luống qua mà bị đọa vào các chỗ khổ nạn không thể độ được các ba la mật khác như trong kinh này nói rộng nên ở đây không giải thích hỏi ở trong thí ba la mật mà hành năm ba la mật xong sao còn nói lại sáu ba la mật đáp trên kia nói tu một độ thứ lớp đầy đủ năm độ, còn ở đây nói chung cả năm độ cùng tu một lần. Lại, trước chỉ nói sáu ba la mật, nay đây nói luôn cả 37 pháp trợ đạo và các đạo quả. Hỏi 37 pháp trợ đạo từ tâm xuất ra, làm sao do nhân duyên giúp được? Đáp, Bồ Tát cung cấp cho người tọa thiền y phục, đổ uống ăn, thuốc thang, gậy pháp, thiền sàng, thiền chấn, làm cho gặp được thầy tốt dạy bảo, được đệ tử tốt thọ giáo đưa cho bộ xương người khiến quán cho thiền kinh khiến người dạy thiền pháp. Như vậy là nhân duyên của 37 pháp trợ đạo lại khiến người giảng cho pháp đại thừa rằng các ông cần y phục đồ uống ăn hãy đều đến đây nhận lấy như vật của mình chớ nghi ngại, các ông được vật ấy rồi tự mình hành sáu ba la mật cũng dạy người khác hành sáu ba la mật. Việc bố thí ấy tính không, các ông chớ đóng trước việc bố thí và quả báo bố thí. Chúng sinh ngộ được tính không ấy, dần dần được vô thượng tránh đẳng tránh giác và vô dư niết bàn. Như lấy pháp bố thí làm đầu sinh ra năm ba la mật khác, nghĩa các ba la mật khác cũng như vậy. Hết cuốn 91 theo bản hán.